Em xin chào bà con nha, đã đến với kênh của em nha. Hôm nay em trở về tuổi thơ. Tại vì lông mệt quá giờ em chuyển qua làm lúa nha mọi người. Đây hôm nay em sẽ review cho mọi người giống. Giống này giống hột tròn nha mọi người. Đúng không? Giống hột tròn đúng không? Hột tròn. Hột dài, hột dài. Hột này hột dài chứ hột này hột vừa chứ không phải là hột tròn, không vậy, hột vừa, hột vừa. Hột vừa nha mọi người. Kèm theo thuốc ốc. Cho coi ốc ăn mọng. Đây là mấy sới đang sới từ xa. Em chúng tôi em sẽ gieo ruộng nha mọi người. Làm mê lông mệt quá. Giá cả canh tiết cho đồ mệt. Làm ruộng cho chắc ăn cho đầu. Cả lúa mình ăn khỏi mình khỏi mấy công mình đi đi mua lúa nha mọi người. Nè ruộng nước chờ thì chạy mấy cày xong đồ gieo thôi. Đi bên đây là bằng máy sới thôi. Anh máy sới rất đẹp trai. Em thì em cũng biết sương sương về cái chỗ làm lúa nha mọi người. Em làm lúa hơi bị đẹp luôn. Muốn lấy rơm thì mình làm theo mẫu lấy rơm, mà mình muốn lấy hạt thì mình làm theo kiểu lấy hạt. Lấy rơm á mình chơi đạm nhiều xíu. Đạm vừa thôi nha mọi người, đạm nhiều quá thì nó ngã. Làm cho nó cao lên rồi mình kêu mấy gạch đập liên hợp vô nó làm cho nó rơm ra rơm mà lúa luôn. Đó, anh xong chưa bác Tài? Nhiều quá thôi hả? Cái gì? Bức sơn hả? Bức luôn. Rồi mọi người ơi, mấy cày nó trục trặc kỹ thuật mọi người ơi. Bức sơn nào? Ở sơn mấy giếm hả? Tự tụi nó hư chứ có nói gì đâu mà thiệt luôn á. Đúng không mọi người? Đó, đám ruộng này nói chung là nó hơi cứng, đất hơi cứng nha mọi người. Mấy sao chạy đứt sơn luôn. Mọi người ơi, mọi người chạy mày này mai về đâu mọi người ơi, trục trặc kỹ thuật đâu mọi người. Em tính em gieo đám này cho mọi người xem cái cách kỹ thuật của em quăng quăng lúa giống mà chưa kịp gì là máy nó hư rồi. Bậy mà. Rồi em xin chào mọi người nha. Đấy ngày mai em sẽ view cho mọi người xem mà em quăng lúa như thế nào nha mọi người. Rồi em xin chào mọi người.